Hải Đăng xin chào bạn. Sau đây Hải Đăng xin hướng dẫn các bạn cách hạ bát, tháo chỉ nhà bát cần câu. Chích một đường nhỏ ở đây. Lặng thao. Đây cây này cần Plasut TA3 425. Cứ tháo hết chỉ nó ra được. Đơn giản vậy thôi, tháo chỉ này và tháo đây một lớp carbon mỏng màu đen này, láng qua rồi. Đây, ngồi máy hơi vướng. Rồi, máy quay cho các bạn hơi vướng một chút. Mình thường làm không máy thì mình làm mình quay nhanh hơn. Xong. Đấy, xong phần chỉ phủ ngoài. Này các bạn cũng lấy bằng lấy đầu keo hớt mỏng tí. Bóc dần này ra. Mép cạnh này thì không có keo mấy, các bạn dựa vào mép cạnh là nhiều. Làm có tác dụng chống keo ra và nó cũng có độ ma sát bám. Gần như sạch. Tí vệ sinh phần keo thừa cạnh nhà mép này thôi ạ.
Rồi. Kiểu như sạch. Đây là tháo chỉ các bạn nhé. Sẽ làm nhiều video thì Hải đang không thời gian quay nhiều dài được, quay tầm mấy phút rồi, sẽ quay tiếp những video tiếp theo. Hải đang xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo của Hải đang Fishing.